Điều gì xảy ra nếu Luffy đưa thành công Vegapunk khỏi Egghead? Diễn biến ở các chap truyện gần đây là vô cùng căng cực khi mà danh tính của Imsama đang dần được hé lộ. Những dự tính của quân cách mạng do Dragon chỉ huy cũng đang rục rịch những bước đi tiếp theo. Bị xoáy vào những vấn đề ấy mà có vẻ như là anh em chúng ta đang quên mất rằng những diễn biến hết sức gay cấn ở trên hòn đảo Egghead. Băng Mũ Rơm thì vẫn đang ra sức để đưa Dr. Vegapunk thoát khỏi nơi đây trước khi mà đại hạm đội hải quân cùng với một thành viên ở trong Ngũ Lão Tinh kịp đến nơi. Nếu công cuộc này của Luffy cùng với anh em thành công thì hứa hẹn sẽ là một đòn nặng nề giáng vào những kẻ đứng đầu chính phủ, đồng thời kéo theo một loạt những diễn biến khó lường có thể mở ra những bí ẩn mà bọn chúng che đậy. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu Luffy thành công đưa Vegapunk trốn khỏi Egghead? Chính phủ thế giới sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Nếu muốn biết câu trả lời, anh em hãy cùng mình đến với video ngày hôm nay nhá. Rồi, bắt đầu thôi nào. Một, mối liên hệ giữa Băng Ngũ Rơm và quân cách mạng rõ ràng hơn. Như anh em đã biết, Luffy và Robin là hai người có mối quan hệ mật thiết nhất với quân cách mạng. Người thì là con ông cháu cha ở trong tổ chức, có bố là thủ lĩnh, anh trai là số 2. Người còn lại thậm chí còn từng tham gia hoạt động ở trong tổ chức này nữa kìa. Tuy nhiên sự gắn bó của cả hai phía vẫn chưa bền chặt đến mức họ có thể gặp mặt trực tiếp. Nhiều khả năng Vegapunk sẽ là cầu nối quan trọng liên kết Băng Mũ Rơm và quân cách mạng. Tại sao mình lại nói như vậy á? Nhìn vào quá khứ nhá, khi mà Vegapunk đến đặt hoa viếng Ohara, ông đã gặp được vị thủ lĩnh tối cao của quân cách mạng thời tổ chức này còn đang khởi đầu cơ. Và khi ấy, Dragon bày tỏ ý chí của mình để lôi kéo nhà bác học vĩ đại tham gia cùng. Nhưng Vegapunk đã chê, đơn giản muốn nghiên cứu thì cần tiền, mà đó lại là thứ mà tổ chức của bố Luffy không có, trong khi chính phủ lại có rất nhiều. Không chỉ là money, bất cứ một thứ gì trong khuôn khổ cho phép, Vegapunk muốn đều sẽ được chu cấp. Ở bối cảnh hiện tại thì đã khác rồi. Sau khi mà chính phủ thế giới phát hiện ra những nghiên cứu chuyên sâu của ông về vương quốc cổ đại thì chúng đang tiến hành cho bay màu nhà khoa học này ngay và luôn. Có thể để lánh nạn, Vegapunk sẽ đến đảo Kamabaka, nơi mà lực lượng quân cách mạng của Dragon đang đóng quân. Đây có thể sẽ là lần đầu tiên Luffy gặp được cha. Chưa chắc sẽ mùi mẫn như cách mà cậu gặp lại hai người anh trai, nhưng nó sẽ tạo tiền đề cho mối quan hệ của hai cha con. Như một bài viết mình đã phân tích, nếu Luffy mà có sự trợ giúp của quân cách mạng thì cơ hội giành One Piece của cậu sẽ tăng lên nhiều lần. Hai bên đều nắm những lợi thế mà phía đối phương cần. Luffy có quan hệ với những nước lớn như Alabasta, Long Cung Thành, Dressrosa, v.v. và Mây Mây. Còn phía Dragon có vũ khí, có lực lượng trải khắp trên thế giới. Đặc biệt cả hai cha con đều theo đuổi tự do, thêm phần máu mủ nữa thì chẳng có lý do gì mà họ từ chối hợp tác cả. Có thể Luffy sẽ không trực tiếp đứng ra đàm phán, thay vào đó là Robin, người có kinh nghiệm hoạt động ở cả hai nơi, và Sabo, người có quan hệ mật thiết giữa hai người. Chứ chờ hai cha con nhà này nói chuyện đâm ra cũng khó nhỉ. Sự bắt tay giữa Băng Tứ Hoàng Mũ Rơm và lực lượng quân cách mạng có thể sẽ là một vụ nổ lớn khiến chính phủ lẫn hải quân phải tìm cách khắc chế ngay. Đặc biệt Vegapunk vào tay liên minh này sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy nghiêm trọng tới chúng. 2. Hồi sinh vũ khí cổ đại. Như đã nói ở trên, một trong những nguy cơ đáng sợ nhất mà chính phủ có thể nghĩ tới nếu Vegapunk rời khỏi Egghead và đầu quân cho Dragon chính là việc vũ khí cổ đại sẽ được hồi sinh, mà cụ thể ở đây chính là con tàu Pluton. Sau cuộc chiến tại Wano, ta đã biết thực tế con tàu này không nằm ở Alabasta mà nó đang ẩn mình tại chính Wano. Tuy nhiên cũng không có gì đảm bảo rằng khi mà tìm ra được Pluton, Yamato hay Momo có thể khởi động được nó ngay. Có thể món vũ khí này cần năng lượng và năng lượng đó xuất phát từ thứ năng lượng cổ đại mà Vegapunk đang nghiên cứu bên trong con người máy đã từng tấn công vào Marajoy ấy. Theo lời ông thì cỗ máy này có xuất thân từ 900 năm trước, tức là trước cả thời kỳ trống. Đây có thể là con hàng của vương quốc cổ đại. Với nguồn gốc như thế thì cũng không lạ nếu nó có chung nguồn năng lượng với con tàu Pluton. Nếu đúng như thế thì quả thực nó sẽ là một điều mà khiến chính phủ phải đau đầu rồi. Mình nghĩ thì có thể Ngũ Lão Tinh cũng phán đoán được phần nào về nơi cất giấu Pluton. Tuy nhiên vì đó là Wano nên cũng không thể khinh suất làm liều. Và nhất là ở đó thì còn có sự bảo hộ của một tứ hoàng nữa. Vậy nên việc một người máy có cùng nguồn năng lượng với nó xuất hiện đã khiến chính quyền buộc phải hủy ngay và luôn. Nhưng mà bất ngờ chưa ông già ơi,
các nhà khoa học không chịu, thế là giấu đi. Và giờ thì nhà bác học vĩ đại đã sắp khai mở ra bí mật của thế giới cổ đại rồi. Điều này cũng có thể lý giải phần nào nguyên nhân tại sao một thợ máy khao khát chế tạo như Frankie, mặc dù sở hữu bản thiết kế Pluton trong tay mà không làm một cái. Có thể nguyên do chính là lõi năng lượng để kích hoạt nó, và anh chàng quần bơi cũng không thể nào tìm ra, buộc phải nghiên cứu ra một nguồn nguyên liệu khác thay thế, nhưng cường độ hạn chế hơn rất nhiều. Rất có thể khi mà Luffy đưa được hết các Vegapunk rời khỏi Egghead và đến với nơi đóng quân của lực lượng cách mạng, Frankie, thậm chí cả Linbert sẽ hợp sức với nhà bác học vĩ đại nhất để tìm ra nghiệm đúng của phương trình năng lượng đầy kỳ bí này thì sao nhở? Anh em có thấy hứng thú với viễn cảnh Pluton comeback hay là Thousand Sunny trở lại thành Pluton thu gọn không nhở? Hãy cùng comment suy nghĩ ở bên dưới nhá! Và sức mạnh của băng mũ rơm được nâng cấp. Trở về chuyên môn chính của nhà bác học của chúng ta, chắc chắn một khi mà lên tàu cùng với băng mũ rơm ấy, Vegapunk sẽ nổi hứng với những thứ mà các thành viên băng mũ rơm đang sở hữu, và để trả ơn, ông sẽ nâng cấp nó lên thì sao nhở? Thứ đầu tiên khiến Vegapunk để ý nhiều đó chính là con tàu Thousand Sunny. Với hệ thống do Frankie thiết kế, chắc chắn sẽ khiến ông thần lưỡi dài để ý và hỏi thăm, từ đó sẽ góp sức nâng cao hệ thống cho con tàu. Và cụ thể đó là bộ phận đẩy sau, Capybird cùng với khẩu pháo Gaum Cannon, khiến nó có thể bắn uy lực và lâu hơn. Và bên cạnh đó chúng ta cũng có thể thấy Vegapunk có hỏi han về trạng thái Nika của Luffy. Thiết nghĩ khi mà ông già này đã có những nghiên cứu về lịch sử của Thái Dương Thần, đồng thời với những kiến thức về Doan Thần Thoại, Vegapunk có thể khắc phục cơ thể ỉu xìu sau khi mà bật Gear 5 của Lu. Không chỉ Luffy, những thành viên như Sanji, Usopp, Chopper và Nami đều có những thứ cần Vegapunk hỗ trợ để nâng cấp. Với Sanji là nghiên cứu kỹ hơn về cơ chế mã gen của anh để xác thực vấn đề mất cảm xúc. Điều này cực kỳ quan trọng để sẵn phát huy thứ sức mạnh hắc ám đó mà khỏi phải lo nghĩ. Nami thì chắc chắn rồi, đó là cây gậy thời tiết rồi. Dù đã bắp thêm Zeus nhưng mà như thế vẫn là chưa đủ. Cô cần có nhiều đồ chơi hơn để tối đa sức mạnh của nó. Usopp thì sẽ là nâng cấp giống cây trồng mà cậu đang có, một loại lai thì sao nhở? Kết hợp với những tính trạng trội mạnh mẽ của một vài giống cây quý, đồng thời là rút ngắn thời gian tăng trưởng thì cũng là thứ mà thánh mũi dài đang cần. Em út Chopper thì cần lắm một người vừa am hiểu về trái ác quỷ, vừa biết về y khoa để giúp cậu cải tiến Rumble Ball. Tuy đã gia tăng thêm thời gian sử dụng của trạng thái Monster Point, nhưng hậu quả là chồn con bị thu nhỏ kích thước. Vậy nên là Vegapunk sẽ hợp tác để khắc phục cái này luôn. Còn về phía Zoro, Brook và Jinbei chắc chắn là thôi. Ba thành viên này là một người thích chill, một người đã quá ra gì và này nọ, người còn lại thì thích thăm ngàn nên thôi kệ. À mà quên, nếu Vegapunk cải tạo lại la bàn cho Zoro thì ok hơn chứ nhở. Còn một nhân vật nữa mình sẽ để nói ở mục tiếp theo đây nha. Thứ tư, những nghiên cứu của Ohara sẽ được công khai. Sau khi mà nghe tin tức của Vegapunk về quê hương của mình, Robin đã mừng rớt nước mắt khi mà khối kho báu kiến thức mà các học giả liều mạng bảo vệ vẫn còn. Và bây giờ là lúc mà những kiến thức ấy được công khai. Theo lời của nhà khoa học thì ông đã đọc và ghi nhớ toàn bộ kiến thức được ghi chép trong khối tài liệu khổng lồ ấy. Tuy nhiên, mình nghĩ chủ nhân của trái não não vẫn chưa hiểu biết về những thứ mà mình đã ghi nhớ. Chưa có một bằng chứng nào cho thấy Vegapunk đọc hiểu được ngôn ngữ cổ đại cả. Những ghi chép của các học giả có thể chỉ là những chữ cái tượng hình trên các tấm polyp. Vậy nên đây là lúc mà Robin vào việc. Nhìn lại một chút, nữ khảo cổ của chúng ta thì đã từng đọc qua rất nhiều tấm polyp trong suốt hành trình của mình. Đặc biệt đó là tấm trên thiên đảo đã giúp cô nhận ra sự liên kết chặt chẽ giữa các tấm đó lại với nhau. Vậy nên Robin sẽ góp nhặt tất cả thông tin đó lại và những nghiên cứu của các học giả Ohara để tìm ra bí mật tận cùng của thế kỷ trống. Chưa dám chắc chị đẹp sẽ có tất cả dữ liệu để lật tẩy toàn bộ những gì và phần nào đó khiến những kẻ cầm đầu chính quyền phải lo sợ. Chúng ta thấy rằng Oda thì cũng đang dần bật mí những điều có liên quan đến vương quốc kia. Đây thì cũng có thể là dấu hiệu cho việc là những bí ẩn về 800 năm trước sẽ được đưa ra ánh sáng. Những fan hâm mộ đang có những giả thuyết xung quanh vị nữ hoàng cổ đại của xứ Alabasta có liên quan đến diễn biến trận chiến hạ bệ vương quốc do Joy Boy đứng đầu. Ở chap 1085, chúng ta đã biết được tên gọi của vị nữ hoàng Alabasta cổ đại, đó là Nefertari di Lili. Tại sao tộc Di lại có người là vương ở một đất nước nhưng mà ở tận đại hải trình như vậy? Liệu có phải chính bà là kẻ phản bội để bảo vệ sự bình yên của gia tộc mình để rồi đưa toàn bộ họ đến một nơi xa xôi hay không? Ít tài nguyên để tránh tay mắt của chính phủ. Đồng thời, chính bà đã đồng ý với chính phủ rằng chữ đi trong tên của những thành viên khác sẽ bị xóa bỏ. Đồng thời, chính bà thì cũng đã nhận bản án đi đầy ở vùng vành đai tĩnh lặng và rồi Amazon Lily được thành lập ở đó.
Bên cạnh những thứ liên quan đến vương quốc cổ đại khác thì cũng sẽ được bật mí. Cụ thể lý do khiến họ bị tuyệt diệt, nguồn gốc thực sự của trái ác quỷ, sức mạnh của họ đến đâu, tại sao 800 năm lịch sử bị bỏ trống, vân vân và mây mây những thông tin tuyệt mật khác nữa. Có thể những thứ đó sẽ không phải là bản full đầy đủ, nhưng nó lại có vai trò cực kỳ quan trọng, giúp thúc đẩy tiến trình cách mạng mà Drugan đang theo đuổi, thúc đẩy nhiều quốc gia khác đứng dậy để đấu tranh, thoát khỏi sự kiểm soát giả dối của chính phủ thế giới. Thứ 5, ý thức của Kuma được phục hồi. Nếu nói đến một nhân vật đáng thương nhất ở trong One Piece thì có lẽ top 1 phải là Bartholomew Kuma. Ông là người đã hy sinh không biết bao nhiêu, kể cả ký ức lẫn nhân tính của mình. Vậy nên nhiều khả năng Vegapunk sẽ không để người bạn này thiệt thòi hơn nữa khi mà khôi phục lại ký ức cho ông. Trong lần nói chuyện giữa Kuma và Vegapunk, chúng ta thấy rằng ký ức hay nhân tính không phải là thứ mà máy móc có thể can thiệp được. Thay vào đó chính là năng lực trái ác quỷ của bạo chúa, trái Nikyu, Nikyu no Mi. Không phải Vegapunk tác động mà chính Kuma đã sử dụng năng lực để những thứ trong đầu ông được tẩy sạch, chỉ để lại một số như là bảo vệ con tàu của băng ngũ rơm hay là những hành động của hiện tại. Điều mình khó hiểu ở đây là tại sao Kuma lại yêu cầu người bạn bác học không được khôi phục lại ký ức cho mình. Đồng ý là quá khứ của ông rất đau khổ, nhưng với tư cách là một thành viên của quân cách mạng thì cách làm này cũng không hợp lý cho lắm. Khi mà lực lượng lẫn thời cơ đến, quân của Drugan phải tụ họp đầy đủ để đánh một trận quyết định. Nhưng mà nếu Kuma không tham gia, đó sẽ là một tổn thất lớn. Mình nghĩ vấn đề ở đây thì chính là thứ quan trọng nhất mà Vegapunk sẽ đưa cho Bonnie sau đây. Đó thì có thể là chìa khóa để quyết định xem có nên lấy lại ký ức cho Kuma hay không nhá. Kuma trước khi mà thành cái xác không hồn đã yêu cầu Vegapunk không lấy lại ký ức cho mình. Một phần thì cũng là bởi niềm vui của con gái. Phải chăng trong những năm tháng xưa kia, Kuma đã phải gánh chịu nỗi đau nào đó có liên quan đến chính phủ hay là thiên ông nhân? Ở đoạn Bonnie nhìn vào quá khứ của cha, chúng ta có thể thấy một cái bóng đen rất giống với thiên ông nhân, dù cũng không có cái mũ bong bóng. Thái độ bắt giữ không thương tiếc với Kuma như vậy, có khi nào là bởi ông vốn đã là một nô lệ và Bonnie khi mà biết được sự thật ấy sẽ rất đau khổ. Nhưng mà theo mình thì Bonnie và Drugan khi mà biết mọi chuyện vẫn sẽ đồng ý cứu lấy ý thức cho người cha và người bạn của mình thôi, và bất chấp điều gì sẽ xảy ra. Sau đó mọi người sẽ ra sức thuyết phục ông trở lại, và rồi quân cách mạng sẽ chào đón một thành viên trụ cột quan trọng và trở lại. Trên đây là những điều mình nghĩ rằng sẽ xảy ra nếu Luffy thành công giải cứu Vegapunk khỏi Ekid. Anh em nghĩ gì về những điều này nhỉ? Liệu có khả thi hay là bất khả thi? Cùng bình luận bên dưới để xăm soi biết ý kiến của anh em thế nào nhé. Và sau đây là góc comment. Đầu tiên là của bạn Dijon. Luffy ăn trái ác quỷ của Akainu thì chắc phải gọi là lù não dung nham anh nhỉ. Luffy mà ăn trái này thì chắc là tính nóng như kem luôn anh em ạ. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Lick Play Game. Em chào thuyền trưởng Somni Soi, anh cho em hỏi nếu Drugan làm hải tặc thì có lên được tứ hoàng không ạ? Mong anh rep và yêu thuyền trưởng. Mình nghĩ hoàn toàn Drugan ấy thì có thể trở thành một tứ hoàng nha. Về đầu óc, ông hiện là một trong những người nổi bật nhất. Dù sức mạnh chưa được thể hiện quá nhiều, song mình nghĩ Drugan rất mạnh anh em ạ. Và cuối cùng là bạn Dương Nguyễn. Em chào anh xăm soi đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh One Piece, cho em lên TV với ạ. Em cảm ơn. Lại quá khen rồi, cơ mà anh rất thích, lên TV ngay luôn nào.